Dạ bạch sư cho con hỏi, ngày 15 tháng 11 sư có nói rằng những mối quan hệ yêu đương không dài hạn có thể ảnh hưởng đến giới hạnh. Sư cho con hỏi ảnh hưởng như thế nào và quả báo thế nào ạ? Con không có ý định hướng tới cuộc sống hôn nhân mà là những mối tình không ràng buộc, không phải là vô trách nhiệm hay là bắt cá nhiều tay mà là con không muốn có quá nhiều trách nhiệm và tốn thời gian. Vậy có sao không ạ? Quý vị có biết là bản thân việc yêu đương nó đã là cái việc tốn thời gian rồi hay không? À. Còn cái chuyện quý vị nói là yêu đương mà nó tại sao mà nó ảnh hưởng tới giới hạnh là nó chỉ đơn giản là tại vì quý vị yêu đương thì yêu nhau thì quý vị đòi yêu nhau trong sáng mà quý vị đó ấy ở trong tối thì chính cái chuyện mà làm ở trong tối đó nó ảnh hưởng tới giới hạnh. Tức là cái mối quan cái quan hệ nam nữ nha, cái quan hệ nam nữ. Vì nó là phạm vào cái nghiệp là tà hạnh trong các dục. Tức là tà dâm đó. Cho nên là khi mà mình yêu đương rồi mình dắt nhau vô trong khách sạn hoặc dắt nhau vô trong bụi thì nó là mình phạm giới tà dâm. Chính vì như vậy sư mới nói là nó ảnh hưởng tới giới hạnh. Còn đó, quả báo thì nó là những quả báo thuộc về nghiệp tà dâm. Rồi, sư qua câu hỏi tiếp theo.